viên đã đóng tiền cho năm 2018 là 87 người, thì hiện diện hôm nay có mặt tại chỗ là 44 người cộng với 28 người phiếu ủy quyền là 72 người. Như vậy có chúng ta có 72 trên 87 là thủ tục số cho buổi họp ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị. We have 87 paid members by now. There may be some more later on, and we have 44 present here in person, plus 28 by proxy. So our present here is 72 altogether, over 87. So we have quorum for the meeting today. Thank you. Thank you.